Chào mọi người, lại là Trường đến từ Mark One đây. iPhone 14 Pro, 14 Pro Max thật sự là quá cháy hàng tại thời điểm này, khi mà nguồn cung do Covid thì đã rất là ít, tuy nhiên thì khách hàng thì cực kỳ nhiều, khiến cho bây giờ máy gần như là không còn quá nhiều để bán và Apple đang khá là lao đao trong vấn đề này. Cũng vui đấy, nhưng mà tạm gác qua vấn đề đấy đi. Hiện tại mình đang có một số cái nguồn tin về việc các cái concept của iPhone 15 sắp ra mắt mà thật sự là mình muốn chia sẻ với mọi người ngay, bởi vì nó thật sự khá là hay đấy. Cùng bắt đầu ngay vào video nhé, intro nào. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có hết hàng nhưng chỉ ở Deep Purple và màu Silver thôi. Hiện tại ở Mark One vẫn còn màu Space Black và màu Gold cho mọi người để lựa chọn nhé. Và bản 128GB thì thực sự vẫn đang là đủ cho mọi người đấy. Link mua hàng mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả video nhé. Quay trở lại với 15 Pro và 15 Pro Max. Cái sự thay đổi đầu tiên mình muốn nói đến nó cực kỳ đáng kể, đó chính là về phần chân sạc. Cái chân sạc mà chúng ta đang sử dụng đó là chân Lightning, đã bắt đầu từ iPhone 5 đến tận bây giờ là iPhone 14 Pro Max. Quá lâu rồi đúng không? Trong khi đời trước iPhone 2G, 3G đến 4G là một cái chân khá là to, đến iPhone 5 nó đã thay đổi ngay. Tuy nhiên chúng ta dùng từ đời 5 đến 14 Pro Max bây giờ vẫn là chân Lightning. Tốc độ sạc thì chậm, một truyền file thì cũng không ăn thua mấy. Tuy nhiên đến 2023, cái sự thay đổi rõ rệt khi mà chuyển từ Lightning sang Type-C sẽ mang đến cho người dùng một cái trải nghiệm tốt hơn nhiều. Khi mà có hai đầu Type-C như vậy sẽ cải thiện tốc độ sạc, điều này là điều chắc chắn. Khi mà chúng ta có thể nhìn sang các hãng Android khác, các tốc độ sạc của họ cải thiện qua từng năm với dây Type-C này, từ 67W lên đến 100W, thậm chí bây giờ đã có hẳn 200W để cho mọi người trải nghiệm một cái tốc độ sạc nó nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Cùng với đó là tốc độ truyền file bằng dây Type-C cũng sẽ nhanh hơn nhiều so với Lightning. Tất cả đều được kiểm chứng ở trên các máy Android, mà thường Apple đi sau thì cải tiến nó sẽ chỉnh chu hơn và chắc chắn là sẽ ổn định hơn so với Android. Tuy nhiên thì có một điều khá là buồn cười khi mà nó thay đổi lại không phải vì người dùng, mà cái bắt nguồn từ sự thay đổi này lại đến từ châu Âu, khi mà ủy ban ở châu Âu họ bắt buộc iPhone phải thay đổi cái dây sạc sang Type-C để đồng bộ với các thiết bị khác và đảm bảo quyền lợi cho người dùng. Apple thì không hề thích điều này đâu, khi mà rõ ràng họ đã có một cái dây Lightning độc quyền. Khi mà sử dụng độc quyền như vậy thì họ sẽ có thể bán được cái chứng chỉ MFI, Made for iPhone. Thì các hãng từ bên thứ ba họ sản xuất ra dây sạc cho iPhone, họ sẽ bắt buộc phải mua chứng chỉ này và Apple kiếm tiền từ đó. Apple từ trước đến nay luôn hút máu mà đúng không? Cái thông tin về chân sạc mình đã tham khảo từ Minh Chi Khao, một nhà phân tích về Apple khá là nổi tiếng ở trên Twitter. Và ông ấy cũng đưa ra thêm một số các cái nhận định về thay đổi trên thiết kế của iPhone 15 Pro và Pro Max, khi mà sẽ không còn sử dụng phím vật lý nữa. Những cái phím vật lý chúng ta có thể quen thuộc đó là tăng giảm âm lượng hay nút nguồn thì bây giờ sẽ được thay đổi bằng cảm ứng lực, một cái công nghệ đã xuất hiện từ iPhone 7, iPhone 8, khi mà các cái nút home ở trên iPhone 7 và 8 này sử dụng cảm ứng lực cho chúng ta một cái độ bền bỉ hơn trên các cái phím bấm. Mình nhớ từ cái hồi iPhone 6 đi, iPhone 6 mình rất là hay bị liệt cái nút home đó khi mà sử dụng quá nhiều. Và khi chuyển sang cảm ứng lực thì nó không hề có vấn đề gì trong suốt quá trình mình dùng máy, cũng như là cả cái dòng đời của cái chiếc máy đó. Và đến iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, họ đã mang trở lại cái cảm ứng lực này lên phím tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Từ đó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt hơn, bền bỉ hơn. Một điểm cộng nữa đó sẽ là về phần kháng nước, khi mà các cái phím bấm này sẽ gần như là không có cái khe hở nào cả. Như ở trên phím bấm vật lý nhá, nó sẽ có khe hở để chúng ta nhấn lên nhấn xuống đúng không? Thì đến với cả cái cảm ứng lực này, hoàn toàn là nguyên khối và nó sẽ nhận cảm ứng của chúng ta. Và hãy cùng chờ xem cái tin leak này có chính xác không nhé. Mình cũng hy vọng là như thế đấy. Một cái cải tiến này sẽ làm cho chúng ta có một cái máy nó công nghệ hơn và liền khối, kháng nước tốt hơn. Có gì mà không đáng chờ đúng không nào? Trên các dòng sản phẩm thương mại mình đã có thấy, đó là từ Samsung hay Huawei, họ đã có một cái camera có thể zoom lên đến tận mặt trăng. Wow, truyền thông bây giờ nó cũng thay đổi ác liệt đấy. Và cái camera này cũng chưa biết có tác dụng gì cả. Tuy nhiên thì có thì cũng hay đúng không? Và Apple cũng thấy điều đó là đúng. Họ đã cải thiện cho camera, họ đã nghiên cứu về nó và có thể sẽ đưa lên cho 15 Pro và Pro Max cái zoom 50, thậm chí là 100x. Nếu thật sự cái tin leak này mà có thật thì mình thấy đây là một điều khá tiềm năng, khi mà Apple làm ra một tính năng nào đó thật sự không phải để quảng cáo
hay là làm màu mà nó phục vụ cho người dùng. Apple từ trước đến giờ luôn như vậy mà, họ không cần cái tính năng để mà quảng cáo quá nhiều. Cái tính năng zoom 50 hay 100x này sẽ dùng cho những cái đối tượng làm việc chuyên nghiệp hơn. Họ có thể xử lý cái hình ảnh họ tốt hơn nhiều. Khi đã có Action Mode này hay là ProRes ở trên iPhone 14 Pro Max thì có thêm cái việc zoom 50x hay 100x sẽ giúp cho cái xử lý công việc họ tốt hơn nhiều khi mà cần các cảnh quay xa hay là các cái cảnh quay đặc thù hơn nữa. Và Apple luôn đi sau các hãng Android, cái này không thể phủ nhận được. Nhưng cái sự đi sau này lại mang đến cái chất lượng tốt nhất có thể ở các cái công nghệ mà Apple mang đến cho người dùng. Thay đổi về phần cứng như vậy là quá nhiều rồi. Vậy thì làm sao để có một con chip đáp ứng được cho cái phần cứng tốt như vậy? Chắc chắn là Apple A17 Bionic với tiến trình 3 nanomet mình tìm hiểu được sẽ có thể đáp ứng được hoàn toàn các cái phần cứng như trên. Cụ thể là gì? Cái hiệu năng của nó sẽ được cải thiện hơn từ 10 đến 15% so với cả A16 Bionic, nhưng lại tiết kiệm hơn 30% tiêu thụ điện so với cả con chip từ 14 Pro và 14 Pro Max. Tăng hiệu năng nhưng lại giảm tiêu thụ điện. Cái điều này mà Apple luôn luôn cải tiến qua từng năm và chúng ta không hề thất vọng về nó, đúng không? Ngay cả trên những con chip hiện tại như là 14 Bionic hay 15 Bionic nó vẫn đang rất tốt. Vậy thì không có lý do gì mà 17 Bionic họ không cải thiện được, đúng không? Và mình tin rằng cái cải thiện này sẽ mang đến cho cái sức mạnh phần cứng như mình nói ở bên trên là hoàn toàn đáp ứng được. Cùng với đó mình cũng mong muốn thêm, và cũng là mong muốn của rất nhiều các anh em iFan khác khi mà luôn luôn bị cạnh tranh về phần RAM so với cả các hãng điện thoại Android, thì mong là cải thiện về chip thì Apple cũng sẽ cải thiện về RAM cho chúng ta từ 6GB RAM lên 8GB RAM. Ok, và cuối cùng, một cái sự thay đổi tuy là không ảnh hưởng nhiều đến cái việc trải nghiệm máy của chúng ta nhưng lại mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm mới mẻ hơn khi mà cái tên của 15 sẽ không còn là 15 Pro Max mà sẽ là 15 Ultra. 15 Ultra nhá, không phải Galaxy S Ultra đâu. Cái thay đổi tên này thì để làm gì? Cái thay đổi tên này chúng ta đã thấy được ở trên 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus, thay đổi lên iPhone X. Cái dòng iPhone X của nó, cái bản to nhất nó sẽ không còn tên là XS Plus à? Không, nó là XS Max. Nó thay đổi như vậy và chúng ta đã thấy được cái sự thay đổi về thiết kế của máy khi mà không còn cái viền dày như ngày trước nữa, mà thay đổi là full toàn màn hình và sử dụng Face ID. Thay đổi phải nói là hoàn toàn lột xác về ngoại hình. Và đến đời của 15, khi thay đổi tên thành Ultra như vậy thì chắc chắn là cái sự thay đổi về ngoại hình bên ngoài, về concept của máy cũng phải thay đổi theo thôi. Và những cái tin leak ở bên trên cũng đã chứng minh được cho cái sự thay đổi đó. Và mình chắc chắn rằng cái sự thay đổi này sẽ đạt được cái doanh số cao hơn nhiều so với cả 14 Pro Max hiện tại. Ok, vậy là mình đã tổng kết xong những cái thay đổi chưa chính thức mà các nguồn tin leak đã leak ra được từ concept của iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Hy vọng là Apple sẽ thật sự đưa nó lên trên dòng sản phẩm của năm 2023. Và mình thấy nó rất là hữu dụng, đúng không? Tất cả đều hướng đến người dùng, dù cho cái dây sạc nó có bị ảnh hưởng bởi bên châu Âu một chút, nhưng nó cũng vẫn là một cái cải tiến tốt cho chúng ta mà. Cùng đợi chờ xem iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có thật sự mang đến cho chúng ta điều đó không nhé. Ok, nếu mọi người vẫn đang thích Dynamic Island ở trên 14 Pro và 14 Pro Max thì Mark 1 vẫn đang có sẵn bản màu Gold và màu Space Black cho mọi người. Đường link mình vẫn sẽ để ở phía bên dưới để mọi người truy cập nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.